Game Master ám chỉ một người có thể điều khiển và chi phối toàn bộ trò chơi, và trong thế giới của Desire and Rig hay thế giới của Kamen Rider Kiss, nơi này tồn tại trò chơi cùng tên và nó cần có sự kiểm soát của một Game Master, một kẻ đứng đầu và thống trị tất cả cũng như chi phối hoàn toàn những trò chơi, từ việc xuất hiện của quái vật cho tới tạo ra những item giúp đỡ người chơi vượt qua những nghịch cảnh với những biến động từ quá khứ lẫn cả tương lai. Game Master trong series của Kiss đã thay đổi rất nhiều người. Và ai mới thật sự là Game Master tài giỏi nhất? Vì điều kiện trong series của Kiss để trở thành Game Master quá đơn giản. Họ chỉ cần sở hữu Vision Driver hoặc từ những kẻ bề trên đến từ tương lai như nhà sản xuất hay chủ tịch Sue cử đến thì sẽ gọi là Game Master. Nhưng thật sự liệu họ có xứng đáng với cái tên gọi hoa mỹ này? Trong video lần này chúng ta sẽ cùng xếp hạng 5 Game Master đã từng xuất hiện trong series của Kiss, bao gồm cả Game Master Colossus xuất hiện trong movie Kiss vs Revive. Một lưu ý khác, trong video lần này chúng ta sẽ loại bỏ tên Sue vì thật sự vai trò của hắn ta lớn hơn Game Master rất nhiều. Gọi hắn là Game Master cũng không đủ để thể hiện sự ảnh hưởng của hắn trong toàn bộ series. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với vị trí bét bảng, nơi mà ai cũng biết Chirami đang bò với tư thế một con lươn để chờ đợi chúng ta điểm danh hắn ở vị trí bét bảng này. 15 giây để quảng cáo cho Riding on Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding on Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Với sai lầm vô cùng nghiêm trọng của mình, Jiruri đã bị chính tay Ningram loại bỏ và kẻ thay thế cho ông là Game Master mới Chirami. Hắn ta như mở đầu cho chương thứ 2 của Desire and Rig, cũng là chương thứ 2 của series Kiss, khi tất cả những bí mật xoay quanh trò chơi đang dần được hé lộ. Họ không phải tham gia một trò chơi ngẫu nhiên mà đây là trò mua vui cho những kẻ đến từ tương lai. Game Master Chirami xem Desire and Rig không phải là trò chơi dành cho những kẻ trong quá khứ, mà nó chỉ là một trò giải trí cho những vị thượng khách đến từ tương lai. Hắn ta là một kẻ lập dị có tính cách ồn ào, luôn gây khó chịu cho người xem lẫn những người xuất hiện trong chương trình, không ngần ngại show ra bản thân của mình là Chirami, chứ không phải là một Game Master bí ẩn. Tất cả những gì ám ảnh hắn chỉ là sự giải trí. Hắn sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đẩy cao trào của Desire and Rig và dễ dàng bị hoảng loạn khi những trò giải trí của hắn bị tạm dừng. Trong trận chiến với đám Yamato, một kế hoạch đơn giản của Peroba cũng có thể tước đoạt được sức mạnh đến từ Game Master của hắn. Tính cách cũng như cách nhìn của Chirami so với Jiruri là vô cùng cách biệt, nhưng ông ta cũng chính là một phần quan trọng thể hiện rõ chương 2, khi bí mật của Desire and Rig là một trò chơi giải trí được hiện lên, cũng như phần nào chuyển phần phản diện sang cho Peroba, nhà đầu tư cho Buffa cũng như Yamato, kẻ xuất hiện trong movie Kamen Rider Revive X Kiss, trận đại chiến kinh điển giữa cả hai Rider được giật dây bởi một thế lực từ đằng sau. Hắn ta là Game Master, được gọi với cái tên Colossus. Hắn ta từng là người tiền nhiệm của Jiruri và đã rời khỏi Desire and Rig bởi một lý do bí ẩn nào đó. Có thể phần này sẽ mâu thuẫn với đoạn sau của phim Movie Kamen Rider Kiss vs Revive xảy ra ở phần đầu của phim, nơi mà chúng ta vẫn nghĩ những trò chơi này đến từ một thế lực nào đó hoặc họ muốn bảo vệ trái đất, nên việc Game Master là người tương lai chưa thật sự phù hợp với sự xuất hiện của Colossus. Nhưng bỏ qua phần đó, hắn ta là một kẻ trên cơ cả Jiruri khi lừa được ông dễ dàng bằng cách bắt giữ Sumori, một người có vai trò vô cùng quan trọng trong trò chơi. Lợi dụng điểm này, hắn ta đã loại bỏ thành công được Jiruri và trở thành Game Master, sử dụng Vision Driver nhưng không hề chuyển hóa. Mục đích của Colossus không chỉ là để giúp Ichi Todoroki trở thành một nhà chính trị gia quyền lực, biến gia tộc của ông ta trở thành gia tộc đứng đầu. Hắn ta còn có một kế hoạch riêng khi lợi dụng sức mạnh của Kiếp, một phản diện cực kỳ hùng mạnh trong Revive, nhằm tạo ra vết nứt không gian triệu hồi nên những người ngoài hành tinh đến với trái đất để tạo thành một Battle Royale hoành tráng nhất, mua vui cho tất cả. Một tham vọng vô cùng lớn, xứng đáng với danh nghĩa một Game Master, một trò chơi liên minh giữa những vũ trụ. Hắn ta là một kẻ điềm tĩnh và đầy sự thanh lịch trong đó, thể hiện phần nào cá tính mạnh mẽ. Do xuất hiện trong movie nên Colossus không thể hiện được quá nhiều. Ông ta luôn phải phục vụ cho Ichi Todoroki, luôn phải kè kè bên người của tên chính trị gia này, nên phần nào đó không kiểm soát được hoàn toàn Battle Royale mà hắn ta tạo nên. Dễ dàng bị Jiruri xuất hiện và đánh bại khi cả hai sử dụng katana để chém với nhau.
không quá tập trung vào Battle Royale mà chính bản thân đã tạo ra, luôn ke ke bên tên chính trị gia như một thư ký. Kỹ năng chiến đấu cũng chỉ ở mức khá và thời lượng xuất hiện vô cùng ít ỏi. Tất cả điều đó làm cho Colette chỉ xứng đáng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng tất cả những Game Master. Vị trí Game Master đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng cũng chính là Beroba. Cô ta bản chất không phải là một Game Master mà là một nhà đầu tư. Ban đầu cô ta đầu tư vào Yamato, cũng là một kẻ hướng tới Bad Ending. Cô ta muốn chứng kiến sự thống khổ của tất cả mọi người và luôn hành hạ nhân vật Kurama Neon như một đối trọng của cô. Bản chất Beroba rất yêu quý nỗi hận thù và sự thú vị trong người của Buffa, tiêu diệt hoàn toàn tất cả những Rider. Điều này làm cô ta vô cùng thích thú và muốn hỗ trợ anh ta. Beroba muốn tất cả mọi người phải trải qua bất hạnh nên luôn khao khát giành được chiếc Vision Driver để trở thành Game Master nhằm thực hiện điều ước của bản thân. Kế hoạch của cô ta vô cùng thành công. Với thế lực của Yamato, Buffa cũng như đầu óc của Sparrow, cô ta đã lừa được Game Master Chirami để có được sức mạnh của Vision Driver và chính thức trở thành Game Master mở ra Yamato Renrit. Tính cách của Beroba giống với hình dạng của mình, mặc dù là một bà cụ già nua nhưng cô ta lại vô cùng nhí nhảnh và đầy hồn nhiên, muốn tất cả mọi người trải qua nỗi đau giống như mình phải từng trải qua, làm tất cả mọi thứ chỉ vì cảm thấy nó thú vị, từ việc hỗ trợ Yamato cho tính tạo ra trận chiến nhằm tìm ra được người chiến thắng để trở thành thần tham vọng, sẵn sàng ra tay hèn hạ chỉ để mua vui cho bản thân, và vô cùng khó chịu với sự xuất hiện của Ace, một kẻ ao trình tất cả mọi người, một sự nhàm chán mà cô ta không hề muốn gặp. Về phần trình độ cũng như khả năng, có lẽ Beroba còn thua xa so với Colette. Điều làm cho Beroba đứng ở vị trí thứ 3 này có lẽ đến từ phần nào tính cách cũng như phần xuất hiện của Beroba để lại nhiều ấn tượng hơn so với một nhân vật chỉ xuất hiện trong một movie ngắn ngủi, chưa thể hiện được quá nhiều như Colette. Grand End vĩ đại mà Sue dàn dựng nên đã bị phá sản hoàn toàn. Sức mạnh mới của thần sáng thế Kiss Knight, anh ta hủy diệt dễ dàng Sue trong hình dạng Geyser và đẩy hắn vào bước đường cùng, thay đổi lại hoàn toàn thế giới và tạo nên thế giới mới. Tưởng chừng một tương lai tốt đẹp sẽ đến với thế giới của Kids, ẩn sâu bên trong đó vẫn còn lại những thế lực đến từ tương lai. Một người đàn ông kỳ lạ với sự giận dữ trên gương mặt của ông ta đã xuất hiện tại thế giới này. Hắn ta là kẻ đến từ tương lai, một Game Master mới được cử đến bởi Sue, Jit. Trong tình cảnh đó, có lẽ danh nghĩa Game Master của Jit chỉ đơn thuần là kẻ đến thế giới này để kiểm soát lại nó một lần nữa, khỏi sự vùng vẫy của đám người từ quá khứ, cũng là nỗ lực từ tên Sue để nhằm đạt được Grand End. Zid là một người đàn ông lạnh lùng, điềm tĩnh và cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn ta tỏ ra vô cùng thô bạo và tức giận, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một kẻ hết sức âm hiểm, luôn quan sát kẻ thù từ xa chứ không hề lao tới để chiến đấu với Kids. Hắn chưa bao giờ biến hình trở thành Rigat. Có lẽ phần nào đoán được, cho dù có chuyển hóa thành Rigat hay Rigat Omega, hắn cũng không phải là đối thủ với vị thần sáng thế. Tận dụng điểm mạnh nhất của mình là khả năng cận chiến, hắn ta đã nhiều lần làm khó dễ A lẫn Win với võ công điêu luyện cũng như chiếc baton trứ danh của mình. Cục xúc và cọc căng, tất cả điều đó có phải che giấu cho sự âm hiểm của hắn? Hắn dễ dàng từ trong bóng tối giật dây và thao túng tâm lý của Kewa, người có lẽ lúc này là tâm lý yếu nhất, kẻ dễ dàng thao túng cũng như làm đối trọng với Kiss Knight, để hắn ta là kẻ thừa nước đục thả câu. Tất cả những gì mà Zid nghĩ trong đầu chỉ là đưa thế giới đến với Grand End, hay đúng hơn là Bad Ending, nơi cho dù bạn có là kẻ chiến thắng, bạn vẫn sẽ bất hạnh trong thế giới đó. Đó mới thật sự điều hắn mong muốn, giống với chủ nhân của hắn, Sue. Những khả năng đặc biệt của Zid, hắn ta là kẻ vô cùng thiện chiến, sử dụng những vũ khí gây tổn thương cho người khác nhưng không gây ra những vết thương chí mạng, sẵn sàng cân cả Win lẫn Ace trong một trận chiến 2-1 mà không hề có quá nhiều bất lợi. Khả năng chịu đòn của hắn cũng cực kỳ quy lực, khi dễ dàng chặn nắm đấm từ Win chỉ bằng tay không, không hề hề hấn, thậm chí người đấm hắn ta mới là kẻ phải chịu sát thương. Bản thân là một thực thể sinh ra từ Sue nên hắn ta cũng dễ dàng thao túng những kẻ xung quanh. Chỉ là một thai cuôn với tâm lý đã bị vụn vỡ sau sự ra đi của gia đình cũng như chị mình, kèm với đó là sự giúp đỡ của Kekra và Beroba, nên thật sự phần này cũng không đánh giá cao quá về Zid. Zid thật sự chỉ là một Game Master ở vị trí thứ hai, mặc dù hắn ta có Momo cũng như kỹ thuật chiến đấu ở mức thượng thừa, và mục đích của hắn vô cùng rõ ràng là tạo ra kết cục tồi tệ nhất cho nhân loại. Hắn chính là con bài tẩy của Sue, khi thế giới này đã nhận ra sự thật, chỉ còn cách duy nhất là xóa sạch nó và tìm đến một thời điểm khác trong quá khứ thực hiện tiếp tục design Renrit.
có tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng với vai trò của bản thân trong thời điểm đó, Zid thật sự chưa thể hiện rõ bản thân là một game master, kẻ chi phối trò chơi. Hắn vẫn thể hiện tốt khi đưa trò chơi tính bad ending, nhưng hắn giống với một kẻ dọn dẹp chiến trường hơn là một game master chi phối cả một trò chơi khổng lồ. Nên vị trí thứ hai là hoàn toàn thích hợp dành cho Zid. Đứng đầu trong toàn bộ danh sách tất nhiên là Game Master đầu tiên, cũng là người chuẩn mực nhất, người đã làm cho Design Rift hoạt động ổn định cho đến thời điểm hiện tại, có thể là thời gian lên tới hàng ngàn năm mà chúng ta vẫn không thể nào biết được. Và Game Master đó chính là Zidori, người mà chúng ta đã hiểu lầm ở đoạn đầu phim khi ông ta cố hãm hại Ace và bị tan biến bởi sức mạnh của Ninram. Zidori là Game Master đầu tiên của Design Rift, cũng là người thật sự xứng đáng với cái danh này. Ông ta là người hoàn toàn toàn tâm toàn ý vào Design Rift, phục vụ tất cả những người chơi, hóa thân thành một vai trò khác là một quản gia tại phòng chờ của Design Rift, cung cấp tất cả những yêu cầu mà người chơi mong muốn và vô cùng tôn trọng những người chơi với năng lực của họ. Ông ấy rất quan tâm tới từng người chơi, từ việc họ bị thương cho tới ai sẽ trở thành Disassin. Mọi việc ông đều hoàn thành một cách hết sức hoàn hảo. Đứng sâu bên trong bóng tối là danh phận thật sự Game Master. Ông quan sát cũng như lựa chọn người chơi ưu tú nhất để tuyển chọn họ, đưa ra những vòng chơi hết sức khắc nghiệt để tuyển chọn những người chơi thật sự tham gia vào những màn chơi đầy khó khăn của Design Rift, sẵn sàng loại bỏ những kẻ vô dụng để chúng không cản trở những người chơi khác. Ông sẵn sàng cung cấp những vật phẩm nâng cấp giúp những Rider chiến thắng Yamato, thứ mà ông coi thật sự là kẻ thù, mặc dù đây chỉ là một chương trình giải trí cho đám người tương lai. Cũng chính vì quyết tâm này và tiếp xúc quá nhiều với người tại quá khứ, Zidori đã dần trở nên độc đoán và muốn loại bỏ Ace khi anh muốn tìm hiểu sự thật liên quan tới Design Rift. Nước đi sai lầm này của Zidori đã không thể nào đi lại, nhưng đó cũng không thể nào phủ nhận những gì ông đã cống hiến cho trò chơi Design Rift. Thứ mà ông cống hiến là cả nhiệt huyết cũng như sự quyết tâm, dành trọn tất cả niềm tin vào sự cố gắng của từng con người, chứ không coi đó chỉ là một trò mua vui, nó là sự cố gắng để đạt được nguyện vọng thực sự của họ. Từ khả năng chiến đấu, tư duy tạo ra trò chơi, cho tới việc bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề, Zidori chính là Game Master đứng đầu trong tất cả. Trên đây là bảng xếp hạng của cá nhân mình về tất cả những Game Master từng xuất hiện trong series của Kamen Rider Kiss. Tất nhiên, ý kiến cá nhân mỗi người sẽ khác nhau. Các bạn cảm thấy Game Master nào là Game Master ấn tượng, cũng như xứng đáng với danh nghĩa Game Master nhất trong tất cả những người đã từng xuất hiện? Hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Mình cũng có một kênh bán hàng là Rider On Shop. Mong các bạn ủng hộ gian hàng nhỏ đó trên Shopee của mình nhé. Thanks for watching và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye!